Xin chào các bạn học sinh. Thì hôm nay làm video này để muốn giới thiệu cho các em về cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như là cái môn học đó là môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Đối với các bạn học sinh từ lớp 9 lên lớp 10 trong năm học 2022-2023 này. Bởi vì cái năm học này nó sẽ áp dụng ở cấp trung học phổ thông, sẽ áp dụng cái chương trình mới. Và đây là năm học đầu tiên nên là các em còn nhiều bỡ ngỡ và sẽ chưa định hướng được vấn đề là việc chọn môn học là như thế nào cho phù hợp với chương trình phổ học 2018 cũng như là phù hợp với cái khả năng và cái nguyện vọng nghề định hướng nghề nghiệp của em trong tương lai. Thì ở đây thì thầy sẽ nói tóm tắt sơ lược về cái vấn đề này cho các em dễ hình dung, dễ hiểu. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là thầy muốn chia sẻ cho các em về cái bộ sách môn học và giáo dục kinh tế và pháp luật là gì, để các em hiểu rõ hơn về nó, để các em định hướng được nghề nghiệp trong tương lai mình muốn học cái lĩnh vực liên quan tới kinh tế hoặc liên quan tới pháp luật thì chúng ta sẽ lựa chọn môn học này. Rồi thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018 để mà các em dễ hình dung á, thầy sẽ rút ngắn lại. Thì ở đây trong chương trình này thì nó sẽ có hai nhóm môn học. Đầu tiên đó là cái môn học, đó là môn học bắt buộc. Đó là gì? Đó là ngữ văn nè, toán nè, ngoại ngữ một nè, lịch sử nè, giáo dục thể chất nè, giáo dục quốc phòng an ninh nè, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và nội dung giáo dục của địa phương. Thì đây là những môn học bắt buộc các em phải học. Chúng ta không thể nào mà bỏ một trong tất cả các môn này được. Chúng ta phải bắt buộc học mấy môn này. Đó là nhóm môn học bắt buộc. Và nhóm môn học thứ hai đó là nhóm môn học lựa chọn. Thì nhóm môn học lựa chọn này nó có chín chín môn. Đó là địa lý nè, giáo dục kinh tế pháp luật nè, vật lý nè, hóa học nè, sinh học nè, công nghệ nè, tin học nè, âm nhạc nè và mỹ thuật. Thì ở đây nó có 9 môn học lựa chọn. Khi môn học lịch sử nó đưa vào bắt buộc rồi á thì ở đây nó có sự thay đổi theo cái thông tư số 13 ban hành ngày 3 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì ở đây quy định là đối với môn học lựa chọn thì các em được quyền chọn 4 trong 9 môn học này. Có nghĩa là gì? Trong 9 môn này mình có quyền chọn 4 môn học mà mình thích để mình học. Và ở đây không phải là nói là mình thích môn nào mình học môn đó, mà nó phải phù hợp với khả năng và phù hợp với cái nguyện vọng, cái định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai. Ví dụ như là mình thích là các cái nhóm ngành sau này xét tuyển đại học cao đẳng mà nó liên quan tới khối A hoặc khối B, thì ở đây mình ở trên mình đã có môn học bắt buộc đó là môn toán thì mình chọn lý, hóa, sinh nữa. Nếu như mà mình thích là còn một môn nữa thì mình chọn công nghệ hoặc là tin học, âm nhạc, mỹ thuật gì đó, vân vân. Nhà đại học đa số chúng ta sẽ chọn công nghệ để mà nó gắn liền với là môn sinh học hoặc là môn vật lý, vân vân. Mình chỉ thì nó sẽ nằm trong nội dung này. Rồi nếu như bạn nào không thích, mình thích chọn học mấy ngành mà liên quan tới là khối C, thì ở đây mình đã có văn rồi, có sử rồi, thì mình chọn thêm môn địa, thì mình hiểu ba môn nữa mình chọn giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc là tin học âm nhạc mỹ thuật gì đó hoặc là công nghệ gì đó vân vân, thì nó phù hợp với cái tình hình địa phương, tình hình ở trường học của các em có môn là âm nhạc mỹ thuật chưa, như có mình chọn để nó phù hợp với cái môn là khối C môn xã hội. Được chưa? Thì đó là cái cách để mình chọn. Và cái hai nữa là các em phải định hướng được cái nghề nghiệp của mình trong tương lai, cái vấn đề rất quan trọng. Bởi vì khi lớp 10 các em chọn cái này rồi, và khi lên lớp 11 các em bắt buộc phải học theo như vậy. Các em không được chọn lại. Nghĩa là gì? Ví dụ lớp 10 các em thích khối C, các em học môn địa, môn giáo dục kinh tế pháp luật. Cái lên lớp 11 cái mình thấy là khả năng của mình là khối A, khối B mạnh hơn. Nên mình chuyển sang mình chọn là khối A, khối B, mình chọn qua là lý hóa sinh là không được. Cái đó là vấn đề là định hướng từ lớp 10 là lên lớp 11 phải như vậy, lên lớp 12 vẫn phải như vậy, không được thay đổi. Cho nên là ở đây vấn đề này rất quan trọng, các em phải hiểu được và các em phải chọn được, giống như là mình chọn được cái tương lai của mình ở lớp 10 luôn rồi đó. Cho nên là các em phải là nắm kỹ, nắm cho vững khả năng của mình ở đâu và cái sở thích của mình là gì. Được chưa? Rồi, đó là một hộp lựa chọn. Các em được chọn là 4 trong 9 hộp này. Rồi, ngoài ra thì nó còn có là các cái môn, cái chuyên đề học tập, chuyên đề bắt buộc và chuyên đề lựa chọn.
Thì ở đó là nó sẽ phụ thuộc vào cái tình hình trường học của các em. Thì ở đó là nhà trường sẽ sắp xếp để cho các em lựa chọn cho nó phù hợp theo quy định của bộ. Thì đây thầy không nói rõ về vấn đề đó. Thì khi mà các em nhập học á, thì nhà trường sẽ tiến hành cho các em chọn những cái chuyên đề học tập đó. Được chưa? Rồi, trong đây thì các em thấy là gì? Trong cái môn học lựa chọn này nó lại xuất hiện một cái môn, đó là môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Thì cái môn này nó hơi lạ. Vậy môn giáo dục kinh tế và pháp luật là gì? Thì ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thật chất ra cái môn giáo dục kinh tế và pháp luật này thì đó chính là cái môn giáo dục công dân của chúng ta đó. Ở chương trình cũ thì nó có tên nó là môn dục công dân. Và theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nó sẽ đổi mới toàn diện những cái môn học này. Đổi mới từ cái tên môn học đến nội dung của môn học. Thì hiện nay cái môn giáo dục công dân của chương trình cũ nó được đổi tên sang cái chương trình mới, đó là môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Thì hiện nay nó có những cái bộ sách liên quan tới môn giáo dục kinh tế và pháp luật như là chân trời sáng tạo nè, hoặc là cái bộ sách kết nối tri thức nè, hoặc là cánh diều gì đó vân vân. Thì đây thầy chỉ liệt kê hai cái bộ sách, đó là chân trời sáng tạo và kết nối tri thức thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là gì, đối với mọi bộ sách khác nhau thì nội dung nó vẫn giống nhau, nhưng mà cái cách trình bày của tác giả nó sẽ khác nhau. Ví dụ là cái phần nội dung mà bắt buộc các em học á, thì bộ sách nào cũng như vậy, nhưng mà cái cách trình bày của tác giả mỗi bộ sách nó sẽ khác nhau. Ví dụ là cách trình bày nào hay hơn, để mình dễ hiểu hơn thì sẽ được chọn để học gì vân vân. Thì mình thích bộ sách nào mình chọn bộ sách đó, nhưng ở đây các em không có quyền lựa chọn, mà đây là do nhà trường giáo viên lựa chọn bộ sách nào và sở giáo dục của chúng ta lựa chọn bộ sách nào đi giảng dạy. Ví dụ là chọn chân trời sáng tạo thì các em phải học theo cái quyển chân trời sáng tạo, các em mà không được là chọn cái quyển kết nối tri thức. Được chưa? Rồi, đó là cái vấn đề là sách giáo khoa. Rồi, đó là giới thiệu về cái việc đó là thay đổi về tên bộ sách. Rồi, nội dung thứ hai đó là cái thay đổi về cái nội dung trong cái quyển sách này và trong cái môn học này như thế nào. Đối với chương trình giáo dục công dân khối 10 ở chương trình cũ á, thì chúng ta thấy gì, nó sẽ chia ra nhiều cái phần khác nhau, và tổng thể cái chương trình giáo dục công dân ở cấp trung học phổ thông nó có 5 cái phần. Ở đây chỉ nói ở lớp 10 thôi. Thì đó là phần thứ nhất, đó là phần công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học. Còn phần thứ hai của chúng ta học kỳ 2 chúng ta học, đó là phần công dân với đạo đức. Thì ở đây các bạn học sinh mà mình đã học rồi mình sẽ hiểu rõ vấn đề này. Còn ở đây thầy làm video này để mà hướng dẫn cho các bạn ở lớp 9 và lớp 10 để chúng ta thấy. Ví dụ là gì? Ở phần thứ nhất thì chúng ta là công dân việc hình thành giới quan, phương pháp luận khoa học. Thứ hai là công dân với đạo đức. Rồi phần thứ ba đó là công dân với kinh tế ở lớp 11 á. Phần thứ tư là công dân với vấn đề chính trị xã hội ở lớp 11. Và phần thứ năm cuối cùng ở lớp 12 là chúng ta học là công dân với pháp luật. Nhưng đối với cái môn học giáo dục kinh tế và pháp luật mà chúng ta sẽ chuẩn bị học trong năm học mới này thì nó hoàn toàn thay đổi nội dung. Nó chỉ còn là hai nội dung cơ bản, đó là nội dung về kinh tế và nội dung về pháp luật thôi. Nó bỏ hoàn toàn nội dung này. Cho nên là gì? Chúng ta phải hiểu rõ. Vậy là nó có những vấn đề nào, có bài học nào trong đó. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây. Thì ở đây là cái môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Thì ở đây thầy sẽ chọn cái quyển đó là Chân trời sáng tạo, của cái bộ sách Chân trời sáng tạo để mà mô tả cho các em. Rồi, thì ở đây là nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và có những cái nhóm tác giả. Rồi, ở đây các em thấy là gì, cái bộ sách này nó chia làm hai phần nè. Các em thấy phần thứ nhất là phần giáo dục kinh tế nè. Đây, phần thứ hai là phần giáo dục pháp luật nè. Được chưa? Nó sẽ chia ra tổng cộng của mình đó là 9 chủ đề và có 24 bài học. Được chưa? Rồi ở đây cái phần kinh tế là có những cái bài như là bài 1 nền kinh tế và các hoạt động của nền kinh tế nè, đó nằm trong chủ đề nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế. Bài 2 là chủ thể của nền kinh tế nè. Bài chủ đề 2 là thị trường và cơ chế thị trường, thì mình sẽ tìm hiểu về thị trường và cơ chế thị trường này như thế nào, hiện nay là như thế nào. Thì cái vấn đề kinh tế này các bạn nào có định hướng nghề nghiệp sau này mình muốn học cái vấn đề liên quan đến kinh tế thì mình nên chọn môn học này. Và hoặc là các bạn muốn học về pháp luật, sau này mình muốn học ngành luật á, thì mình sẽ lựa chọn môn học này.
ví dụ luật kinh tế hiện nay cái ngành đó cũng rất là quan trọng, thì cái em có thể là lựa chọn môn học này để mình học, à, đó là định hướng nghề nghiệp trong tương lai mình phải chọn cho nó đúng. Rồi, đó là về cái phần kinh tế. Rồi, chủ đề 3 ngân sách nhà nước và thuế nè, chủ đề 4 là sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh, bài chủ đề 5 là tín dụng và sử dụng các dịch vụ tín dụng. Đây vấn đề này là hiện nay vẫn rất là nhiều sử dụng tín dụng. À, và cái chủ đề 6 là chúng ta phải lập kế hoạch tài chính cá nhân, thì ở đây là phần thực hành. À, giáo viên hay là cho em thực hành để lập kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân mình là như thế nào. À, rồi đó là các vấn đề liên quan tới kinh tế. Còn phần thứ hai là giáo dục về pháp luật đó. Thì mình sẽ tìm hiểu về vấn đề chính trị, pháp luật trong nước, ví dụ là gì hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì có những cái bài học tương ứng. À, mình sẽ tìm hiểu được là nguyên tắc cũng như là cấu trúc hoạt động hệ thống chính trị, đặc điểm nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, hoặc là tìm hiểu về quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì ba cái chủ thể là ai và có chức vụ gì và quyền hạn gì vân vân, và tòa án, viện kiểm sát, chính quyền địa phương là gì. À, thì chúng ta sẽ tìm hiểu trên cái phần giáo dục pháp luật. Rồi, rồi chủ đề 8 là pháp luật nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, thì mình xem là gì bài pháp luật và đời sống, hệ thống văn bản pháp luật, thực hiện pháp luật. Chủ đề chính là mình tìm hiểu về hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. À, rồi à, cái việc như là gì khái niệm đặc điểm nhiều vị trí hiến pháp nữa không, văn nội dung hiến pháp, quyền con người, quyền công dân gì đó không vâng. Thì đó là những vấn đề là liên quan tới giáo dục pháp luật, được chưa? Thì đây là các em thấy là môn học này nó sẽ thay đổi toàn diện về mặt nó là môn cái tên môn học cho đến là nội dung trong cái môn học, cho nên là các em phải hiểu rõ hiểu kỹ vấn đề này để định hướng nghề nghiệp trong tương lai. À, ở đây các em thấy là bộ sách này có hình ảnh là sinh động, có minh họa, à, dễ hiểu, dễ hình dung. À, rồi để cái các em hiện nay thì trên thị trường thì có thể là cái bộ sách này, quyển sách này nó chưa có phát hành và nó chưa có bán trên thị trường, thì ở đây thầy có cái file này, thì các em muốn xem được cái file này thì các em vào cái chỗ này giùm thầy, vào cái trang giáo dục kinh tế và pháp luật nè, thì ở đây thầy làm trên cái Google site, cho nên là cái đường link này là các em có cái đường link thì các em mới vào được, thì các em vào cái trang giáo dục kinh tế và pháp luật này chút xíu thầy sẽ để cái đường link này vào trong cái phần mô tả video, thì các bạn nào muốn xem thì mình vào cái phần mô tả đó để mình xem ha, rồi vào trong cái link đó thì mình xem. Thì ở đây các em vào được cái trang web này rồi, các em vô cái phần tài liệu và các em chọn cái phần viết sách giáo khoa thì thầy đây sách giáo khoa mình chỉ có bộ chân trời sáng tạo thôi nha, giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 mình chỉ có bộ chân trời sáng tạo thôi, thì các em vô đây rồi các em bấm vào trong cái mũi tên này thì nó sẽ qua được cái slide này, qua được cái file này để xem. Thì đó là nội dung của video này, muốn gửi đến các em hai vấn đề. Một đó là vấn đề về sự lựa chọn cái môn học trong chương trình giáo dục 2018. Thứ hai là thầy muốn giới thiệu cho các em về cái môn học mới là môn học giáo dục kinh tế và pháp luật. Rồi, thì đó là cái vấn đề quan trọng để cho các em lựa chọn định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Rồi, đó là nội dung của video này. Thì kết thúc video thì sẽ chúc các em có một lựa chọn thật đúng đắn và sáng suốt để định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình. À, nếu như thấy video hay bổ ích và ý nghĩa thì các em để lại một like, comment cũng như là đã bấm đăng ký kênh ủng hộ thầy để thầy có động lực để làm những cái video tiếp theo để hướng dẫn cũng như là hỗ trợ các em trong cái môn học giáo dục kinh tế và pháp luật này trong tương lai. Rồi, xin chào các em.